Đây là anh Nguyễn Thành Nôm. Anh Nguyễn Thành Nôm đang trèo ghe, đang trèo bè trên khuôn viên thánh đường. Sáng lắm quá anh Nôm không biết trèo. Quá. Không biết trèo vô luôn. Anh Nôm đang ức. Mấy chú tụ cho anh ôm một cái bè điện lụa nó mờ. Thôi thôi ông lồm hư hết cửa mà dầu nước vô kia cửa kìa. Chạy vô đây, chạy vô đây. Đặt xuống dưới đây cái tát. Quá quá. Bốn bề là nước. Xe lên giường ngủ. Má chú tụ cái bà để đi cúng cho tiền. Trời mưa lụt nhưng má chú vẫn tụ điều kiện cho mình không quay nhiệm vụ.